Thưa toàn thể các anh chị em phóng viên, cùng toàn thể bà con, sau một tuần làm việc khẩn trương, chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm đất, nước của làng Yên chúng ta. Nay xin được công bố công khai để tránh xôn xao trong dư luận. Việc nghiên cứu, xét nghiệm nước, đất có rất nhiều thành phần nên chúng tôi đã photo ra nhiều cái kết quả để cho bà con và các anh chị phóng viên nghiên cứu. Theo kết quả tổng phân tích ở đây thì hàm lượng arsen, chì, crom, cyanua đều ở ngưỡng cho phép. Ngoài ra, hàm lượng của một số hợp chất khác đều cho kết quả cho thấy nguồn nước sinh hoạt của dân làng Yên chúng ta không bị nhiễm độc. Không thể như thế được. Kết quả cụ thể chúng tôi đã in ra đây. Mời bà con cùng tham khảo. Cháo trở thật, vừa mới khen mày là chàng trai vàng trong làng dũng cảm, rồi thì thanh niên ưu tú này nọ, giờ lại trở mặt. Đúng là miệng lưỡi thế gian như cạn thuốc độc. Nguyễn Đăng Khoa, thanh niên tố cáo sai phạm của Phú Tài đang bị nghi ngờ là kẻ thích hám pha me. Là gì? Thích nổi tiếng. Cố tình tố cáo sai để tạo scandal, để thu hút truyền thông nhằm tạo điều kiện cho việc bán gà online của mình. Nguyễn Đăng Khoa sinh ra và lớn lên. Thôi không đọc nữa. Nếu mà vụ này bọn mình sai thì có nghĩa là... Có nghĩa lão Tài khôn quá, bọn mình ngu quá. Giờ mày tính sao? Cày thật đấy.